đây đây, để tôi rót cho. Nè, uống đi. Ngày đầu tiên đi làm sao? Bị quăng nguyên đống tài liệu vô trong mặt, đọc mờ con mắt luôn. Thôi ráng đi, ngày đầu nó vậy thôi mà. Thà có công việc như vậy còn hơn là lông bông suốt ngày rượu chè cờ bạc ha. Ê, bà giỡn mặt với tôi hả? Rồi hôm nay bà đặt lên mặt dạy đời tôi nữa ta. Má cũng chỉ muốn tốt cho ba thôi, bà ráng đi. Tốt cái gì mà tốt? Chuyện của tao tao tự biết. Tự có chức giám đốc tốt lắm, chỉ người này sai khiến người nọ, ai nhè quăng cho một đống độc mờ con mắt luôn. Cảm ơn má. Giai đoạn này rất là quan trọng, mình phải làm mọi cách để lấy lòng của ông nội và tất cả mọi người trong công ty. Chức vụ gì cũng phải xem hồ sơ sổ sách hết, chỉ có chức vụ làm bảo vệ là không cần xem gì thôi. Ba có muốn làm chức đó không? Để con nói với ông nội đổi vị trí cho ba nha. Thôi dẹp dẹp dẹp, bây giờ ta chỉ muốn không làm cái gì mà được xài tiền thôi à. Đọc ba cái hồ sơ hợp đồng nhức đầu muốn chết. Bà ráng thêm một thời gian nữa đi. Bây giờ mà để cho bà dân biết sơ hở gì của cha con mình á, là coi như công sức đổ sông đổ biển hết. Người của bà rải khắp mọi nơi, làm cái gì phải thận trọng hết. Biết rồi, mày lải nhải hoài à, mệt quá. Đó, cô thấy không? Lúc nào tôi cũng bận rộn, đâu có rảnh đâu mà tiếp ông Dũng bên phòng thu mua với dẫn đó. Cũng là trưởng phòng với nhau mà sao thấy ông rảnh quá. Nếu mà vô dùng á thì dù có làm vị trí nào vô dùng thôi. Alo. Dạ. Dạ, anh là đối tác quan trọng của em, làm sao em quên được. Dạ, hợp đồng á, hợp đồng anh xong rồi. Khoảng 20 phút nữa em đem qua cho anh. Chết. Em để trên phòng á, em quên. Em lên lấy xem, em đem qua cho anh liền. Dạ. Cho mày biết thế nào là bất tài vô dụng nè con. Nè, tôi nói bà nghe nè. Ông Danh á, bên phòng giao dịch khách hàng á, bị phàn nàn, kêu đồng trễ đó. Ủa thiệt hả? Bình thường á, ông nguyên tắc lắm, có bao giờ ông trễ hẹn với ai đâu. Ông chắc cho xui thôi, làm nước đổ lên hợp đồng á, phải làm lại đó, bởi vậy mới trễ đó. Thôi đi đi. Đáng đời, đây chỉ là cảnh cáo nhẹ cho những thằng dám chống lại người thừa kế tập đoàn tương lai thôi nha con. Mày muốn tao gà coi. Ui da, cái thằng quỷ này. Mày, bà mẹ. Ui da. Bà nội cha mày. Mày nghĩ sao vậy? Ở đây là công ty nha, tao là trưởng phòng mà. Mày làm gì mày lôi cổ tao giống như con mày vậy? Người ta thấy được, người ta coi thường tao sao? Coi thường hả? Chẳng lẽ bây giờ ba muốn tôi đứng giữa công ty dịch trần tội của ba đã làm thư hợp đồng của ông Danh? Mày nói tao lao quá, tao không biết chuyện gì hết á. Bà đừng có đánh trống lảng nữa. Ba tưởng ba dở trò tôi không biết hả? Ba làm ơn làm phước, đừng có dở mấy cái trò đó nữa. Lỡ người ta phát hiện được công sức của mình đổ sông đổ biển hết, ba biết không? Dở trò gì? Cho dù tao có dở trò đi chăng nữa, tao cũng đâu ngu gì để lại dấu vết đâu. Không để lại dấu vết hả? Camera ghi lại tất cả hành động của ba rồi kìa. Cái gì? Ê, không lẽ căng tin cũng gắn camera nữa hả? Chẳng những căng tin mà toilet người ta cũng gắn camera nữa. Trời ơi,
hôm nay tao đi toilet thì mày đừng có xạo với tao. Toilet không ai khùng điên gì mà gắn camera. Tôi nói cho bà sợ để bà cẩn thận hơn thôi, chứ căng tin người ta có gắn camera thiệt đó. Cũng may cho bà, tôi đã đi gặp kỹ thuật viên để xóa hết dữ liệu đó của bà rồi. Thiệt hả? Bà làm ơn làm phước, làm đúng vai trò trưởng phòng của mình đi. Đừng có bày nhiều trò nữa, tôi phải đi giải quyết hậu quả của bà, tôi mệt lắm. Hết phong, tao đi vô. Phải đã. Cái gì nữa? Tôi đi vô trước, bà ở đây đi, đợi chút nữa hả vô. Thằng quỷ, mới tanh tanh thôi mày lên mặt với cha mày hả mày? Mất dạy à. Ủa, mày là con tao không phải là cha tao đâu. Đâu phải mày nói cái gì tao cũng nghe. Giờ không thích vô phòng nữa, đi chơi. Chà, công nhận mọi đi bén không anh ha. Quá trời quả đất ngon luôn. Vô đi. Uống đi, ăn mấy hồi đồ bao la sợ gì à. Tức thiệt chứ. Thằng quỷ đó nó quá đáng. Tôi nói thiệt với ông nha, tôi á mà được sống giàu sang sung sướng như nó, tôi á mà được học hành đàng hoàng như nó, sức mấy nó qua mặt được tôi. Dạ. Chưa hết đâu. Tôi á mà được học hành đàng hoàng hả, thì không thể nào có cái chức vụ hoàng như trưởng phòng. Dạ. Tôi phải cao hơn nó, tôi phải là giám đốc kìa. Dạ đúng rồi. Giờ tôi nghĩ coi, cho trưởng phòng tí cũng không được, không có làm gì được. Xong rồi cái kêu làm gì? Mình cần một người bầu bạn tỉ một trợ lý thôi mà nó làm khó làm dễ, tôi không thấy tức không? Dạ. Thằng đó quá đáng không? Quá đáng. Quê nó chứ. Quê em. Đó. Rồi bản thân em cũng quê nó đó. Vô. Chưa kịp ăn luôn á. Ăn uống cái gì? Dạ. Hồi tôi kêu cho ông ăn ngập mặt luôn. Dạ. Đó đi. Em nói thiệt với anh quê một, em quê 10. Thí dụ em nói thiệt với anh đó, thí dụ mình vô công ty mình có việc mình làm đi nó đỡ tức. Mà cái vị trí của anh nó giống như là một cái bình phong vậy đó, để cho có, để cho đẹp thôi. Quê nha. Quê chứ. Quê nha. Quê. Trời ơi, bản thân em còn quê mà. Hả? Đúng không? Ông bà xưa nói câu không bao giờ sai, vuốt mặt là phải nể cái mũi. Chính ra. Vậy mà nó cãi bà xưa. Sao? Nó vuốt cái mặt nó không quan tâm tới cái mũi luôn. Hả? Đúng không? Nó coi thường anh. Mà em coi thường. Em đang tức lắm luôn đó. Mai kia mốt nọ tôi mà lỡ chức vụ cao hơn nó, tôi thề với ông tôi đuổi cỏ ra khỏi công ty. Anh không nhớ, em sẽ nhắc cho anh nhớ. Nhớ nha. Ngày hôm nay chơi bàn nhậu, anh hứa anh sẽ đuổi cỏ nó ra khỏi công ty. Chứng ra. Em sẽ nhắc cho anh nhớ. Ừ. Nhưng mà em nói thiệt với anh, cái thế mình bây giờ nó hơi yếu. Tại dù sao thì nó chức vụ cao hơn mình. Em không biết em có được nhận vô làm trợ lý cho anh hay không nữa nè. Lo. Lo chống lo. Không tin tưởng tôi. Tôi nói cho ông biết, về cái chuyện mà ông làm trợ lý cho tôi, yên tâm, tôi đảm bảo với ông, tôi sẽ đưa ông vô công ty cho bằng được. Nếu như nó mà làm khó tôi quá banh cái nhà bên đó luôn, coi nó làm được gì tôi. Ít ra tôi cũng là anh nó mà, đâu phải là em nó, đâu phải là con cháu của nó đâu mà muốn đặt đâu ngồi đó. Tức. Nhắc tới cái này em mới tức. Đó. Dạ. Dù gì cái thân phận của anh cũng là anh rể của nó. Bậy. Anh ruột nha. Anh ruột hả? Ủa. Ủa sao anh ruột mà một đứa giỏi một đứa dở quá vậy? Ê, nói gì vậy? Quê nha. Ý nó tôi dở đúng không? Không. Ý em nói là cái thằng đó dở, còn anh thì quá giỏi rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ủa mà em thắc mắc nha, sao anh em ruột mà không giống nhau vậy ta? Thì đứa giống ba, đứa giống mẹ được không? Vậy là mẹ anh dở, mẹ anh ta giỏi á. Ê, mẹ tôi giỏi nha. Đúng mà. Ờ. Trời ơi, em nhìn bà Dân là em biết bà giỏi mà. Cái gì kỳ vậy? Mẹ ơi, bà Dân là mẹ của Hoàng Quang, không phải mẹ của tôi. Hiểu không? Anh mới kỳ. Anh xỉn là anh mới kỳ á. Hồi nãy anh nói với em rõ ràng luôn, anh với Hoàng Quang là anh em ruột. Tự nhiên giờ tự nhiên mẹ này mẹ kia là sao không hiểu? Không phải ruột là ruột, nhưng mà cùng cha khác mẹ được không ông nội? Đâu gì đâu có hiểu. À, là cùng cha khác mẹ hả? Trời đất ơi. Vậy đúng rồi. Đó. Nói chung là mẹ anh giỏi. Chứ sao? Dạ.
Mẹ tôi là bà giỏi. Dạ. Ổn dạ. Bà Dân là bà dơ ẹt à. Dạ. Bà Dân dở. Dở sao? Dở tại luôn. Tại. Đi học là chỉ có không điểm một điểm thôi, không được hai điểm luôn á. Đúng rồi, uống dạ. Đi. Vì dạ. Là mình uống đi. Dạ. Mà anh. Dạ. Em tức nghe nữa nè. Dù gì nữa. Dù gì á, anh cũng là con của chủ tịch. Đúng không? Vậy á, mà thằng bảo vệ nó coi thường. Nó coi thường ra mặt luôn. Em bước vô công ty mà nó dám đuổi em ra. Em là trợ lý của anh mà. Bà mày. Ngày mai. Dạ. Tôi sẽ đuổi thằng bảo vệ ra khỏi công ty cho ông coi. Trời đất ơi. Anh mà làm được chuyện đó mới thấy được cái quyền uy của anh. Vô. Phải bảo vệ chứ. Dạ vô ra. Vô. Em vẫn chưa ăn luôn á. Thôi ăn rau nhầm nhò gì ngồi dạ. Kia cho ăn ăn ngập mặt luôn. Dạ. Sao bà tuyển trợ lý vào công ty mà không hỏi ý con? Ê mày, mày vô duyên à. Tao là giám đốc. Tao muốn tuyển ai tao tuyển, mắc mớ gì tới mày. Ba cứ tự ý làm như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch lớn của mình đó. Tao không có quan tâm. Mà mày nha, dạo này tao thấy mày leo lên đầu lên cổ tao hơi nhiều rồi đó. Được nước làm tới hả mày? Tao là cha mày chứ phải là con mày đâu nha. Lạng quạng coi chừng tao à. Hết nói nổi. To là gây ra chuyện rồi bắt mình giải quyết. Tới lúc đó lại la làng lên kêu cứu. Con à, thôi kệ ổng đi. Ổng đang sai rồi. Giờ con có nói gì á cũng lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai kia à. Ngày mai ổng tỉnh vậy ổng quên hết trơn á con. Thôi để má vô coi ổng sao nha. Lẹ lên. Lẹ cha nội. Mua lô quýnh nữa không? Trời trời ơi. Đẩy. Coi ngược lại cho nó quýnh hả? Mà quá rồi. Cho nó quýnh luôn đi. Chạy không nổi. Nhanh cha nội. Quay. Một thằng chạy quá rồi. Chết cha. Có một thằng đứng lại. Ôi, sao nó đứng lại vậy? Chắc nó chạy mệt quá. Nó đứng lại nó thở giống mình nữa. À vậy hả? Nó quay qua mình kìa. Anh. Gì? Nó mà bước lại đây em chơi khô máu nữa luôn á. Gan quá. Hả? Thằng này nó khôn nè. Nó hên đó. Nó sợ hàng mình quýnh nó đó. Ông á nha. Ông hay quá ha. Nó quýnh chưa đủ rồi sao anh còn quýnh em nữa? Quýnh đâu vậy còn nhẹ đó. Sao như quýnh em? Kêu ông đi hỗ trợ người ta quýnh bài. Vô cũng hay lắm, tự tin lắm. Vô một con già quá đã. Vô con già thứ hai quá sướng luôn. Ra dấu ông, vô một con già nữa nha. Yên tâm anh ơi, yên tâm anh ơi. Vô liền. Con hai. Ủa anh, hai con già với một con hai. Tiến lên ai quýnh lại? Đó là sức mạnh rồi đúng không? Đúng. Hồi nãy mình quýnh bài gì? Tiến lên. Cao mà. Sao anh không nói? Trời ra hai nút. Nó có ba nút nó ăn mà đau không? Hay quá mà. Cái là lỗi do mình không hiểu nhau thôi. Rồi không hiểu nhau. Ok luôn. Xong tôi mới thấy vậy tôi mới chuyển qua bài xì. Chuyển qua bài xì cũng ra dấu ông. Vô một con mắt. Trời ơi tuyệt vời luôn. Vô cái hai cũng nhọn luôn. Thì tôi tính ra xì bàn á. Vô con bốn. Nhưng nó vẫn còn nhỏ mà đúng không? Năm tuổi sao xét ai? Đúng không? Tôi mới ra dấu ông. Kiếm cho tôi con sáu. Ông cũng ok luôn. Trời ơi rất là tự tin. Nặng lên. Con gì? Tay. À là nhiêu? 15. Rồi cuối cùng tôi cũng ra dấu cho ông nữa. Nè 666 nha. Trời ơi mặt ông rất là tự tin. Yên tâm anh ơi, yên tâm anh ơi. Vô thêm một con nữa. Già theo luôn. Là hai con tay, một con 4 với một con 1 là nhiêu? 25. Mình chơi bài gì? Xì dấp. Chung tiền. Không có tiền mới bị vậy nè. À hay lắm. Nghỉ việc đi. Anh đâu có trách em được. Tại 4 trước nó rút hết 4 con 6 rồi. Lấy đâu ra có con 6 cho anh rút. Trời tôi thấy ông ảo thuật quá hay mà. Xì ra 4 con xì tôi nói trời ơi. Thần tài của tôi đây rồi. Cái đó là ảo thuật thôi. Còn ra chiến thuật nó khác chứ. Từ ảo thuật ra chiến thuật sao giống nhau được. Ý ông nói là cái bài của ông là chơi được. Còn bài người khác chơi không được đúng không? Không được. Thôi nghỉ việc đi. Không giờ em nói nghe nè. Bây giờ anh cho em nghỉ việc được.
Anh cho em thêm 6 tháng lương trợ cấp được không? Cho 12 tháng được không? Thôi 12 tháng ngon rồi nha. Ngon. Kêu hàng giang hồ nó quay lại nha. Chắc nó quay lại nó quýnh em, chắc nó không quýnh anh đó. Chắc nó bỏ qua cho anh đó. Không có cái chuyện đó đâu. Thua sạch túi còn gì nữa mà cho ông. Thôi bây giờ vậy nè. Sao? Anh giúp em cái. Thực sự là từ lúc anh nhận em vô làm á, em có hút dây hụi chết. Mà bây giờ anh cho em nghĩ là em chết theo dây hụi đó luôn á. Chuyện của ông mắc mớ tới tôi. Bây giờ anh nghĩ là đi, em có năng khiếu mà. Ảo thực mà em còn ra 4 con xì mà. Đúng. Nhưng mà chiến thuật em hơi yếu thôi. Em sẽ về em luyện. Từ ảo thực em sẽ luyện ra chiến thuật. Đánh đâu thắng đó. Nhớ nha. Thì giúp em đi. Mà không ra được chiến thuật á thì lo nghỉ việc đi nha. Dạ, dạ giúp em nha. Đi. Dạ. Ba lại gây chuyện nữa hả? Là bị chủ nợ dí đánh đó phải không? Sao bà hết cái chuyện ở công ty rồi bây giờ ngựa quay đường cũ nữa hả? Mày nói ai ngựa đó mày? Mày có biết là tao nhịn nhục cực khổ dữ lắm không? Nhịn không được cũng phải nhịn. Ba muốn về khu ổ chuột sống được không? Hả? Bà ơi, bây giờ ba khác ngày xưa rồi. Ba là con trai của ông Màu, là con trai trưởng của một tập đoàn lớn. Ba làm cái gì cũng phải giữ sĩ diện cho mình chứ. Dí chạy ngoài đường rần rần, bị giang hồ chém. Biết đâu đó một cái clip tung lên, bà dân bà hả hê cỡ nào. Sao bà cứ làm mấy cái chuyện mà cho người ta có cớ tống cổ mày đi không vậy? Tao vậy đó. Tao không tin gì đó. Mày có giỏi ngon á, mày kiếm tiền cho ba mày xài đi. Có tiếng không có miếng. Nhịn nhục cái kiểu này hoài có ngày tao điên á. Ráng đợi một thời gian nữa đi, rồi sẽ tới lúc ba được đánh bài thoải mái. Con năn nỉ ba thiệt đó. Hey, cái này là mày hứa rồi nha. Được á, nuôi con khôn lớn giờ được báo hiếu chứ. Mà nè, trong đây còn ít tiền lắm á, mày kiếm tiền nhiều nhiều cho ba mày xài mới là báo hiếu cho ba mày chứ, đúng không? Dán lên cái hết đau rồi. Anh gì? Anh có hiểu gì không? Thì hiểu chứ. Có gì đâu, cũng dễ mà. Coi đi, coi đi. Ủa sao trình độ cấp 2 bằng nhau mà sao người thông minh người khờ dữ vậy trời? Em coi nãy giờ em không hiểu một cái gì luôn á anh. Dở ẹt. Dạ anh, bây giờ em đi ra pha cà phê, uống cái cho tỉnh táo. Sẵn tiện anh ngồi không cái anh coi cái phần của em. Anh hiểu sao cái hồi nên anh truyền đạt lại cho em nha. Em đi nhanh nha. Bà nội cha đó. Mình đã dốt rồi. Gặp cha nội còn dốt hơn mình nữa. Nãy giờ đọc chả hiểu được cái gì hết trơn. Hôm nay nhờ nhờ thằng Khôi. Mà nhờ thằng Khôi mất mặt quá. Đường đường cũng là trưởng phòng mà. Sao rồi bà? Sao trăng cái gì? Tự nhiên đưa tao cầm mớ một bông này, đọc hoài không hiểu gì hết trơn. Nè, vô. Mày làm ơn mày đọc đi, xong rồi mày nói lại cho ba được không? Ngồi cái ghế to thì phải chịu nhức đầu chứ. Để cho ba biết, cha con mình muốn đi đường dài á, những thứ này là những thứ nhỏ thôi, còn hàng trăm thứ khác nữa kìa. Thì biết rồi, bước nào cũng được, miễn á là mày coi giùm cái bước này cho ba đi. Rồi mày muốn đi bước nào, tao đi bước đó. Nè. Để con về con ghi chú lại rồi đưa cho ba coi. Ừ. Con chỉ giúp ba được tới đây thôi. Chứ mà để cho ông nội và chú Quang biết ba không làm gì á thì không hay đâu. Ừ, biết rồi. Mệt mày quá. Cà phê. Cái gì vậy? Làm gì nhìn nó dữ vậy? Ủa, nhân viên mới hả? Mới cái đầu của ông á, nó con tôi á. Dạ, xin lỗi. Trợ lý mới của ba đó. Dạ, đúng cà phê. Giờ này cà phê cà pháo gì nữa. Thôi ra ngoài làm vậy cho bia cho mát đi. Được không? Sống được. Trưởng phòng mà muốn làm muốn nghỉ à. Đi.
Đi đi. Trời, làm trưởng phòng sướng thiệt không? Giờ đi uống bia sướng hơn. Cảm ơn em đã báo tin. Nếu không có em, ba anh không còn gì trong mắt ông nội nữa. Anh xem em là người ngoài hả? Đương nhiên là không rồi. Anh đang suy tính phải có một sự kiện gì lớn để anh được tín nhiệm. Chứ kéo dài như vậy hoài, khi Quân về công ty thì cơ hội anh sẽ ít lại. Ý anh là sao? Hồ sơ này là gì? Hiện tại ba anh đang tái ký hợp đồng với bên cung cấp. Bà Dân lần trước hại hụt ba anh chắc là đã nóng lòng trả thù lắm. Cứ lợi dụng bà tạo ra cái bẫy để ba anh đạp vào, sau đó anh sẽ đứng ra giải quyết. Em hiểu rồi. Nhưng mà lỡ như ba anh biết chuyện này thì sao? Làm sao mà ông biết được? Nếu có biết thì em cũng nghĩ là do bà Dân hại ông thôi. Khôi nó coi rồi. Dạ. Nó nói là sẽ ký hợp đồng lại mấy nhà cung cấp, tái ký hợp đồng cái gì đó. Rồi có một nhà cung cấp đang đòi tăng giá. Dạ. Cho nên là coi có thỏa đáng hay không. Nếu mà thỏa đáng á thì ok thông qua, còn không thỏa đáng á dẹp đi tìm đối tác khác đi. Đúng, em thấy nên dẹp. Ừ. Bao nhiêu công ty cung cấp cho mình, tại sao mình phải chọn cái nhà cung cấp này, trong khi những nhà cung cấp khác còn có quê hồng nữa. Gì? Có quê hồng luôn. Có quê hồng hả? Chứ làm sao anh? Anh tính đi, mỗi tháng có cái khoản tiền đó cũng ổn lắm chứ bụ. À được 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 được, đòi tăng giá hả? Dẹp dẹp dẹp. Rồi, tìm cái đối tác nào có quê hồng cho tôi. Dạ 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 dạ. Nhớ nhau. Cái đó anh cứ giao cho em. Ừ. Dạ, em là định hết. Dạ. Chào anh. Xin lỗi cho hỏi, anh có phải là anh Dũng trưởng phòng thu mua ở bên công ty Minh Quang không ạ? Tiếng chưa, nổi tiếng chưa, đừng có đùa. Trời ơi, anh có tiếng nói trong xã hội rồi. Không còn là bức bình phong nữa. Chứ sao? À, tôi là Dũng. À, mời anh ngồi. Dạ, mời anh ngồi, mời anh ngồi. À, cảm ơn. Chà, đồ vép đồ ha. Chắc anh cũng là giám đốc công ty này, công ty nọ chứ hả? Dạ, đúng rồi. Xin được giới thiệu với hai anh. Tôi là Thế An. Thế à? Tôi phụ trách công ty chuyên cung cấp hải sản. Đã từ lâu á, thì công ty chúng tôi á, rất muốn hợp tác với công ty Minh Quang với các anh vì chưa có cơ hội. À. Hôm nay gặp anh Dũng ở đây thật là may quá. Thấy chưa. Xin phép được lời anh. Ai là sếp ta? Dạ, dạ anh là sếp. Thầy lai quá nha. Dạ em xin lỗi. Chà, công ty cũng lớn dữ ha. Dạ, công ty nhỏ thôi nhưng mà rất vui được hợp tác với các anh. Dạ. Nói thiệt chứ công ty Minh Quang của chúng tôi rất là nhiều đối tác, rất là nhiều nhà cung cấp muốn cung cấp cho công ty của chúng tôi. Nhưng mà hổm rày nhiều quá cho nên là chúng tôi đang cân nhắc xem đơn vị nào tốt hơn và điều kiện ok hơn thì chúng tôi sẽ hợp tác đó mà. Và nói tóm lại là ý của sếp tôi là cái công ty nào á mà nhân viên mà có thằng quê với con hồng á là làm gì được với công ty của sếp tôi à? À, tôi hiểu. À, hiểu hiểu rồi. Nếu có cơ hội hợp tác thì chắc chắn các điều kiện sẽ rất tốt. Thế à? Chắc chắn là vậy. À. Thế ư? À, hy vọng hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Chuyện đó sao rồi em? Yên tâm đi, mọi chuyện đang rất thuận lợi. Tốt lắm. Tiếp theo phải nhờ em nhiều rồi. Anh phải nhân cơ hội này để ghi điểm với hai cho con ông Mào. Nhưng mà anh không sợ ba anh biết rồi trách anh hả? Làm sao mà không biết được. Phải dạy ông một bài học để ông bớt phá hoại kế hoạch của anh đi. Chuyện của Quân sao rồi? Nhà đó ai cũng như nó thì đỡ biết mấy. Chưa làm gì đã vội vã nằm lên thớt rồi. Chuyện của Quân thì chú Quang hiện tại không cho bà Dân giúp đỡ Quân. Nhưng mà em nghĩ
bà ta sẽ không ngồi yên nhìn cháu nội của mình lao đao đâu. Bằng chứng là bà ấy đã đồng ý kế hoạch hại ba của anh để xoay hướng truyền thông. Tối nay anh có làm gì không? Đi ăn nha. Để bữa khác đi. Anh và em sẽ hẹn một cách đàng hoàng hơn. Thời gian này hơi nhạy cảm. Anh chỉ sợ hai đứa mình gặp nhau, lỡ có chuyện gì thì... Anh nói cũng đúng á. Để bà Vân biết được em và anh yêu nhau chắc là lớn chuyện. Lấy cho bộ hồ sơ đi. Chẳng còn thời gian.